BA Universe. Thể y thơ. Chúng ta đã biết làm thế nào mà não người sinh ra dòng điện thông qua phản ứng của các hóa chất, nước và các dung dịch kim loại chảy qua nó, cũng như hoạt động của các thành phần cấu thành nên nó. Cơ thể con người cũng sinh ra điện theo cách tương tự như bộ não, nhờ máu chảy qua các động mạch tĩnh mạch mang theo các chất hóa học, dung dịch kim loại và nước. Thành phần chính của máu như chúng ta đã biết là nước. Toàn bộ cơ thể được bao trùm bởi điện năng. Nó không giống với dòng điện để thắp sáng nhà bạn hay làm nóng bếp nấu ăn. Hãy nhìn nhận nó giống như một dạng từ trường. Nếu ta đặt một thanh nam châm lên bàn trên một tờ giấy và rắc một ít mạt sắt lên bề mặt của nó, ta sẽ thấy chúng được sắp xếp theo một dạng nhất định. Bạn sẽ thấy có một hàng mạt sắt đi qua chính giữa thanh nam châm và những đường vòng mạt sắt đi vào hai đầu thanh nam châm. Lực từ giống như thể y thơ của cơ thể, giống hệt hào quang con người vậy. Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua sẽ sinh ra từ trường xung quanh nó. Nếu thay đổi chiều và giá trị của dòng điện, ta có dòng điện xoay chiều thay vì dòng điện một chiều. Khi ấy, từ trường cũng dao động theo nhịp tương ứng với các xung nhịp của dòng điện xoay chiều. Cơ thể con người là một nguồn điện có từ trường bao quanh. Đó là một từ trường rất biến thiên, ta gọi nó là thể y thơ. Thể y thơ biến thiên hay rung động cực nhanh đến mức khó nhận biết được sự chuyển động của nó. Giống như ta có một cái bóng điện trong nhà và dù dòng điện biến thiên 50 hay 60 lần một giây nhưng ta không nhận biết được. Trong khi ở những vùng quê xa xôi hay trên những con tàu, dòng điện biến thiên chậm hơn nên mắt ta cảm nhận được sự nhấp nháy. Nếu một người đến quá gần, bạn sẽ có cảm giác rợn da gà. Nhiều người, nếu không nói là hầu hết, đều hoàn toàn cảm giác được khi có ai đó đến gần. Hãy thử với một người bạn, thử đến sau anh ta và đưa một ngón tay đến gần gáy anh ta rồi chạm vào anh ta. Thường là anh ta sẽ không thể phân biệt được đâu là chạm, đâu là đến gần. Đó là bởi vì bạn đã chạm vào thể y thơ của anh ta. Thể y thơ là từ trường bao quanh cơ thể con người. Nó là phần lõi của hào quang, hay ta có thể gọi là các hạt nhân của hào quang. Ở một số người, thể y thơ rộng khoảng 3.175mm quanh mỗi bộ phận của cơ thể, thậm chí quanh mỗi sợi tóc. Đôi khi, ở một vài người, nó có thể rộng hơn nhiều nhưng không vượt quá 15cm. Thể y thơ này có thể được sử dụng để đo sức sống của một người. Nó thay đổi đáng kể theo cường độ sức khỏe. Nếu một người đã làm việc vất vả cả ngày thì thể y thơ sẽ rất gần với da. Nhưng sau khi được nghỉ ngơi, nó có thể mở rộng ra đến vài cm. Nó giống hệt hình dáng cơ thể, thậm chí đến cả một nốt ruồi hay một cái mụn. Trong sự kết nối với thể y thơ, ta có thể nói rằng nếu ai đó bị căng thẳng quá mức thì cường độ dòng điện thường rất thấp. Thể y thơ có thể nhìn thấy phát sáng, đôi khi màu hồng, đôi khi xanh. Điều kiện thời tiết cũng làm tăng sự hiển thị của thể y thơ. Trong những điều kiện thời tiết nhất định, toàn thể các bộ phận của cột buồm và đồ vật trên một con tàu có thể bị bao bởi một ánh lửa lạnh. Nó khá vô hại nhưng đáng sợ với người thấy nó lần đầu. Ta có thể gọi nó là thể y thơ của con tàu. Những người sống ở các vùng quê có kinh nghiệm đi ra ngoài vào ban đêm và cũng nhìn thấy những đường điện cao thế trên đầu. Trong những điều kiện thời tiết thích hợp, họ sẽ thấy có một ánh sáng màu trắng, xanh mờ, trông khá kỳ lạ, khiến những người nông dân sợ hãi. Tuy nhiên, các kỹ sư điện đều biết đó là hào quang của đường điện cao thế. Đó là khó khăn mà họ đang phải đối mặt, bởi khi một hào quang quét xuống, chất cách điện có thể làm ion hóa không khí, dẫn đến đoạn mạch, khiến rơ le của các trạm điện bị ngắt và cả vùng mất điện. Trong thời kỳ hiện đại này, các kỹ sư phải dùng những biện pháp phòng ngừa vô cùng đặc biệt và đắt đỏ để giảm thiểu hoặc loại trừ cái hào quang đó. Hào quang của một cơ thể tất nhiên chính là thể y thơ và nó có vẻ gì đó giống như tỏa ra từ những đường dây cao thế. Hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy thể y thơ nếu họ chịu thực hành một chút và kiên nhẫn. Thật không may, mọi người nghĩ rằng có một số cách nhanh chóng và dễ dàng để đạt được kiến thức và quyền năng mà nhiều bậc thầy phải mất nhiều năm trời mới có được. Không có gì có thể làm được nếu không chịu luyện tập. Những nhạc sĩ vĩ đại luyện tập nhiều giờ mỗi ngày và họ chưa bao giờ ngừng luyện tập. Vì vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy thể y thơ và hào quang, bạn cũng phải luyện tập. Có một cách thực hành là chọn một đối tượng để quan sát. Yêu cầu người đó giơ cánh tay trần lên. Các ngón tay xòe ra trước một nền màu đen hoặc trung tính cách nền vài cm. Nhìn về phía cánh tay và ngón tay nhưng không nhìn trực tiếp vào chúng mà là nhìn qua nó. Có một chút kỹ năng nhỏ ở đây, hãy nhìn đúng chỗ và đúng cách.
Khi nhìn, bạn sẽ thấy bám xung quanh da thịt là cái gì đó giống như một làn khói xanh xám. Như chúng tôi đã nói, nó có thể rộng khoảng 3mm, thậm chí tới 15cm từ cơ thể. Thông thường là người ta sẽ nhìn về phía cánh tay và chả nhìn thấy gì ngoài cánh tay cả. Đó có thể là vì họ đã cố gắng quá nhiều. Hãy thả lỏng cơ thể, đừng cố gắng quá mức. Với sự luyện tập rồi bạn sẽ nhìn thấy rằng luôn có một cái gì ở đó. Một cách khác là thực hành trên chính mình. Ngồi xuống ở một tư thế thoải mái. Đảm bảo rằng khoảng cách từ chỗ bạn đến bất kỳ vật gì xung quanh ít nhất là 15cm. Bất kể là bàn, ghế hay bức tường. Hít thở đều, sâu và chậm. Sau đó đưa tay ra xa hết cỡ. Các ngón tay chụm lại với ngón cái quay lên. Rồi bạn mở các ngón tay ra. Cách nhau khoảng 3mm đến 6mm. Bạn sẽ thấy cái gì đó. Nó giống như một làn khói xám, hơi sáng. Và khi bạn tiếp tục mở các ngón tay rộng thêm khoảng nửa cm, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng cái gì đó ở đó. Cái gì đó chính là thể ether. Nếu không thấy, bạn lại chụm các ngón tay và bắt đầu lại. Đó chỉ là vấn đề luyện tập. Một lần nữa, các nhạc sĩ vĩ đại trên thế giới này cũng phải luyện tập và luyện tập. Họ viết nên những bản nhạc tuyệt vời sau khi luyện tập. Bạn cũng có thể đạt được những kết quả tốt trong khoa học siêu hình. Nhưng, xin hãy nhìn lại những ngón tay của mình. Xem xét cẩn thận đám sương mù chảy từ ngón này đến ngón kia. Với sự luyện tập bạn sẽ nhận ra rằng nó chảy từ tay trái đến tay phải hoặc từ tay phải đến tay trái, không phụ thuộc vào giới tính mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tâm trạng của bạn lúc đó. Nếu có ai đó muốn giúp, bạn có thể thực hành trên lòng bàn tay của mình. Hãy bảo người đó là người khác giới thì càng tốt ngồi đối diện với bạn. Hai người giơ thẳng tay về phía nhau. Sau đó bạn từ từ úp lòng bàn tay của mình vào gần lòng bàn tay của người kia cũng đang từ từ ngửa lên. Khi cách nhau khoảng 5cm, bạn sẽ cảm thấy một luồng ấm hoặc lạnh từ tay này đến tay kia. Cảm giác bắt đầu từ giữa lòng bàn tay. Tùy thuộc vào giới tính của bạn, bạn sẽ cảm thấy đó là luồng ấm hay lạnh. Nếu cảm thấy một luồng ấm, hãy dịch chuyển bàn tay một chút để các ngón tay không thẳng nhau mà tạo thành một góc và bạn sẽ cảm thấy sức nóng tăng lên. Càng tập nhiều, sức nóng đó càng tăng lên. Khi đạt tới trạng thái đó, hãy nhìn một cách cẩn thận vào khoảng cách giữa lòng bàn tay bạn và người kia. Bạn sẽ thấy rất rõ thể ether. Nó giống như khói thuốc lá khi chưa được hít vào. Nghĩa là thay vì màu xám bẩn của khói thuốc lá đã hít, nó có sắc xanh nhạt tươi tắn. Chúng ta phải tiếp tục lặp lại rằng thể ether chỉ là biểu hiện bên ngoài của các lực từ tính bên trong cơ thể. Ta hay gọi nó là ma. Vì khi một người chết trong khi sức khỏe còn tốt thì thể ether của anh ta vẫn còn tồn tại trong một thời gian. Nó có thể tách ra khỏi cơ thể và đi lang thang như một con ma mất trí. Đó là một điều hoàn toàn và thực sự khác với thể vía. Và cũng xin nhớ rằng ma chỉ là cách gọi của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ nói về tất cả những điều này vào một ngày nào đó. Nhưng bạn chắc cũng đã từng nghe nói rằng trong những nghĩa địa cổ xưa, nơi không có những ánh đèn, rất nhiều người bảo rằng họ có thể thấy một ánh lân tinh chui lên từ những ngôi mộ mới chôn cất vào những đêm tối trời. Đó là những thể ether đang tiêu tan từ một thể xác mới chết. Nó tựa như nhiệt xuất phát từ một ấm nước đã đun sôi, sau đó được tắt đi. Khi cái ấm lạnh dần thì rõ ràng nhiệt tỏa ra ngoài cũng trở nên ít đi. Tương tự như thế, khi một thân xác chết đi, thể ether sẽ bị mất dần. Bạn có thấy thể ether vẫn được bao quanh một cơ thể vài ngày sau khi đã chết lâm sàng. Nhưng điều này chúng ta sẽ nói trong một video khác.